Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, Bắc Giang đã trở thành một điểm nóng về dịch bệnh khi tỉnh này ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước. Trên tinh thần phát huy những giá trị tình người cao đẹp của dân tộc và cũng như tiếp tục hành trình thiện nguyện mùa dịch, được sự khuyến tấn trên Sư phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng tại tỉnh Bắc Giang đã tham gia đóng góp nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết để góp phần duy trì hoạt động bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Điều đặc biệt, với tấm lòng sẻ chia khó khăn của những người con Phật, các Phật tử đã phát tâm trực tiếp nấu những suất cơm hàng ngày cho những y bác sĩ, cán bộ, nhân viên và những người dân tại các khu cách ly trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi công việc đều hạn chế, khó khăn, nhưng các Phật tử ai ai cũng hoan hỉ vì được góp phần giúp đỡ cho mọi người tại khu cách ly có đủ sức khỏe, tinh thần tốt để chống dịch. Có thể nói, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội, gây nên những lo âu, sợ hãi cho nhân loại. Nhưng những tình cảm yêu thương trên tinh thần tương thân tương ái của những người con Phật vẫn luôn được tỏa sáng và phát huy. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là ở khu 1 thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Và tôi đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng. Người dân ở Hiệp Hòa là đang cách ly rất nhiều ở nhiều khu vực, và trong cái bếp ở trường mầm non đây thì là đối có hơn vào mà nhiều suất ăn nhất thì là hơn 300 suất ăn. Và cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới đây thì là giảm xuống còn đến không suất ăn, thì lúc đấy là các bệnh nhân và những người F1, F2 là đều được ra hết và về nhà, và mong muốn là có một cuộc sống bình thường như trước đây. Mình có ý kiến về cái việc làm của các Phật tử của câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng, thì đây là một cái hành động và việc làm rất là đúng lúc, đúng thời điểm, và qua đó phần nào giải quyết được một cái khó khăn của nhân dân cũng như là chính quyền của địa phương tỉnh Bắc Giang cũng như huyện Hiệp Hòa trong cái giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Thay mặt cho chính quyền cũng như là bà con nhân dân ở trên địa bàn huyện, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Sư phụ Thích Trúc Thiên Minh của chùa Ba Vàng và các Phật tử của câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã dành những tình cảm chân quý cho bà con nhân dân địa phương huyện Hiệp Hòa và tỉnh Bắc Giang. Xin trân trọng cảm ơn. Tin rằng những hành động đẹp này sẽ được lan tỏa đến muôn nơi, để khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi mãi.